Phật lấy ngón chân thần lên, thế giới liền trở lại như cũ. 32.000 chư thiên và những người cầu thanh văn thừa hiểu ra được rằng các pháp hữu vi là vô thường, liền xa trần cảnh, liệt cấu nhiễm, được pháp nhãn tịnh. 8.000 vị tỳ kheo chẳng thọ nào các pháp, rất phiền não dì chảy, tâm ý được giải thoát. Phẩm thứ hai, phương tiện. Lúc ấy trong thành lớn Tỳ Gia Ly có một vị trưởng già tên là Duy Ma Cật. Ấy là người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, trồng sâu căn lành, được đức nhẫn vô sinh, biện tài vô ngại, du hí thần thông, nắm được các phép tổng trì, đạt được pháp vô sở úy, hàng phục chúng ma, vỗ về những kẻ oán hờn, đã vào được pháp môn sâu xa vi diệu, giỏi về phép trí huệ, thông đạt phương tiện, thành tựu nguyện lớn, biết rõ chỗ xu hướng trong tâm của mỗi chúng sinh, phân biệt được những căn tánh lanh lợi hoặc chậm lụt. Đối với đạo Phật từ lâu trong tâm, Ngài đã thuần thục trí quyết về đại thừa. Mỗi khi làm việc chi, Ngài đều khéo suy xét liệu đường. Ngài trụ nơi oai nghi của Phật, lòng dạ rộng lớn như biển cả. Chư Phật khen ngợi những đệ tử là Đế Thích và Phạm Vương, cõi Chúa, cõi thế giới đều kính trọng Ngài. Vì muốn cứu độ chúng nhân nên Ngài dùng phương tiện khéo cư ngụ tại thành Tỳ Gia Ly, dùng tài sản nhiều không kể xiết. Ngài nhiếp phục những kẻ nghèo, dùng giới luật thanh tịnh. Ngài nhiếp phục những kẻ phạm giới cấm, dùng nhẫn nhục nhu hòa. Ngài nhiếp phục những kẻ hay nóng giận, dùng sức tinh tấn mạnh mẽ. Ngài nhiếp phục những kẻ lười nhác, giải đãi, dùng nhất tâm thiền tịnh. Ngài nhiếp phục những kẻ tâm ý tán loạn, dùng trí huệ trắc quyết. Ngài nhiếp phục được những kẻ vô trí. Tuy là cư sĩ nhưng Ngài kính giữ luật hành thanh tịnh của bậc sa môn. Tuy ở tại nhà nhưng Ngài chẳng vướng vào ba cõi. Thì hiện có vợ con nhưng Ngài thường tu hành thanh tịnh. Thì hiện có quyến thuộc nhưng Ngài thường tích rời xa. Tuy phục sức đồ quý báu nhưng Ngài cốt dùng các tướng tốt để trang nghiêm thân mình. Tuy vẫn ăn uống nhưng Ngài lấy niềm vui hành thiền làm món ngon. Nếu có đến nơi cờ bạc, Ngài dùng nơi đó để hóa độ người. Mặc dầu thọ học đạo khác, Ngài chẳng chê bỏ chánh tín. Tuy hiểu dành sách vở thế gian nhưng Ngài thường hâm mộ pháp Phật. Thấy ai Ngài cũng kính nhường, lấy sự cúng dường làm trọng. Nắm giữ chánh pháp, Ngài nhiếp phục được kẻ lớn người nhỏ trong mọi cuộc cộng tác làm ăn. Mặc dầu thu được những món lợi thế tục nhưng Ngài không lấy đó làm vui. Dạo chơi nơi ngã tư đường, Ngài thường giúp ích cho chúng sinh. Dự vào việc chính trị, Ngài cứu hộ tất cả nhân dân. Vào nơi giảng luận, Ngài đem đại thừa mà dắt dẫn người nghe. Vào chốn học đường, Ngài khuyến dụ và khai hóa trẻ em. Vào chốn lầu xanh, Ngài chỉ rõ chỗ tội lỗi của sắc dục. Và các quán rượu, Ngài lập chí hướng thiện cho những người ở đó. Nếu ở tại nhóm trưởng giả, Ngài được tôn trọng, bèn nói pháp cao trỗi cho họ nghe. Nếu ở tại nhóm cư sĩ, Ngài được tôn trọng, bèn dứt mối tham trước của họ. Nếu ở tại nhóm sát lị, Ngài được tôn trọng, bèn đem pháp nhẫn nhục mà giáo hóa họ. Nếu ở tại nhóm Bà La Môn, Ngài được tôn trọng, bèn dứt trừ lòng ngã mạn của họ. Nếu ở tại nhóm Đại Thần, Ngài được tôn trọng, bèn đem pháp chính trị mà chỉ dạy cho họ. Nếu ở tại nhóm Vương Tử, Ngài được tôn trọng, bèn chỉ cho họ nết trung nết hiếu. Nếu ở tại nhóm Nội Quan, Ngài được tôn trọng, bèn dạy bảo cho các cung nữ trở nên chính trực. Nếu ở trong hàng dân dã, Ngài được tôn trọng để khiến cho phước lực của họ được hưng thạnh. Nếu ở tại cảnh Phạm Thiên, Ngài được các vị Phạm Thiên tôn trọng để giáo hóa các vị này về pháp trí huệ thắng diệu. Nếu ở tại cảnh trời Đế Thích, Ngài được chư thiên cảnh trời Đế Thích tôn trọng, liền thị hiện cuộc vô thường bại hoại. Nếu ở cảnh trời Hộ Thế, Ngài được bốn vị thiên phương Hộ Thế tôn trọng, liền phò hộ chúng sinh. Trường giả Duy Ma Cật dùng vô số các phương tiện như vậy mà giúp ích cho chúng sinh. Người cũng dùng phương tiện hiện ra thân mình có bệnh. Vì người đang bệnh nên các hàng quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ và la môn cùng các vương tử quan thuộc, vô số ngàn người đều đến thăm hỏi bệnh người. Với những người đến thăm ấy, Duy Ma Cật nhân việc thân có bệnh mà thuyết pháp rộng rãi với họ. Các nhân giả, thân này là không thường tồn, không có sức mạnh, không bền chắc. Nó là vật mong hư hoại, không thể tin vào nó được. Nó là khổ, là não, các bệnh đều tụ tập vào nó. Các nhân giả như cái thân này đây, bậc minh trí không đương cậy vào nó được. Thân này như bọt đọng mà người ta không thể sờ nắm. Thân này như bọt nổi, không tồn tại lâu dài. Thân này như nháng lửa, nó do sự khát khao ái dục mà sinh ra. Thân này như cây chuối, bên trong chẳng bền chắc gì.
thần này như món đồ ảo thuật do nơi sự xáo trộn mà khởi ra. Thần này như chiêm bao, thấy nó như hư vọng chẳng thật. Thân này như cái bóng, nó theo nghiệp duyên mà hiện ra. Thân này như tiếng dội, nó phụ thuộc các nhân duyên. Thân này như mây nổi, trong phút chốc đã biến mất. Thân này như tia chớp, chẳng ở yên một phút nào. Thân này không chủ cũng như đất, thân này không phải ta cũng như lửa. Thân này không sống lâu cũng như gió, thân này không phải người cũng như nước. Thân này chẳng thật, nó lấy bốn đại đất nước lửa gió làm nhà. Thân này trống không, vì nó lìa ta và vật của ta. Thần này không biết chi hết, nó như cỏ cây gạch sỏi. Thần này không làm gì hết, nó bị sức gió chuyển rời. Thần này là bất tịnh, dẫy đầy mọi nhơ nhớp xấu xa. Thần này là hư ngụy, dẫu nó có tạm dùng những việc tắm rửa ăn mặc, nhưng rồi nó cũng mòn rứt mà thôi. Thần này là tai hại, mang lấy 101 bệnh não. Thân này như gò đất giếng nước, nó bị cái già hiếp bức. Thân này không kiên định, có ngày phải chết. Thân này như rắn độc, như kẻ cướp oán thù, như xóm nhà không người. Các ấm nhập giới bốn hợp mà làm thành cái thân. Các nhân giả, thân này đáng lo đáng chán mà nên ưa thích thân Phật. Tại sao vậy? Thân Phật tức là pháp thân, do vô lượng cúng dường trí huệ mà sinh ra, do các pháp giới định huệ giải thoát tri kiến mà sinh ra, do những đức từ bi hỷ xả mà sinh ra, do các ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ mà sinh ra, do phương tiện mà sinh ra, do sáu thần thông mà sinh ra, do ba minh mà sinh ra, do 37 phẩm trở đạo mà sinh ra, do trì quán mà sinh ra, do 10 sức, 4 vô sở bí, 18 pháp bất cộng mà sinh ra, do việc cắt đứt tất cả các pháp chẳng lành, nhóm hợp tất cả các pháp lành mà sinh ra, do chân thật mà sinh ra, do chẳng phóng dật mà sinh ra, do vô lượng pháp thanh tịnh như vậy mà thân Như Lai sinh ra. Các nhân giả muốn được thân Phật dứt hết các bệnh của chúng sinh nên phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trưởng giả Duy Ma Cật thuyết pháp như vậy với những người thăm bệnh khiến cho vô số ngàn người đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phẩm thứ ba, đệ tử. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật bệnh nằm trên giường tự nghĩ rằng: Đức Thế Tôn Đại Bi, ngài há chẳng đoái thương con sao? Phật biết ý nghĩ ấy liền bảo Xá Lợi Phất: Ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh người. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đạo nhật việc đó. Việc đến đó thăm hỏi bệnh ông ấy nguyên do là thế này. Con còn nhớ lúc trước khi con đang ở trong rừng, ngồi yên dưới một cội cây, bấy giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Dạ thưa ngài Xá Lợi Phất, chẳng cần ngồi như vậy mà gọi là ngồi yên. Nếu ngồi yên thì chẳng hiện thân và ý trong ba cõi, như vậy là ngồi yên. Chẳng khởi diệt định mà hiện các oai nghi, như vậy là ngồi yên. Chẳng bỏ đạo pháp mà hiện việc là phàm phu, như vậy là ngồi yên. Đối với các kiến giải tâm chẳng động, bèn tu hành 37 phẩm trợ đạo, như vậy là ngồi yên. Chẳng cắt đứt phiền não mà vào niết bàn, như vậy là ngồi yên. Nếu ngồi được như vậy sẽ được Phật nhận cho là tốt. Thế Tôn, lúc đó nghe xong mấy lời ấy, con lặng thinh chẳng đáp lại được. Vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Phật bảo Đại Mục Kiền Liên: Ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh người. Mục Liên bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này, con còn nhớ lúc trước khi con vào thành lớn Tỳ Gia Ly, ở trong một ngõ xóm mà thuyết pháp với các cư sĩ. Bấy giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Dạ, thưa ngài Đại Mục Liên, có thuyết pháp với cư sĩ áo trắng, chẳng nên thuyết như ngài vậy. Người thuyết pháp nên y như pháp mà thuyết. Pháp không có chúng sinh nên lìa khỏi cấu trược của chúng sinh. Pháp không có ta nên lìa khỏi cấu trược của ta. Pháp không có thọ mạng nên lìa khỏi sinh tử. Pháp không có người nên dứt hết khoảng trước và khoảng sau. Pháp thường yên lặng nên dứt hết các tướng. Pháp lìa khỏi tướng nên không có chỗ duyên leo. Pháp không có danh tự nên dứt hết ngôn ngữ. Pháp không có thuyết diễn nên lìa khỏi giác quan. Pháp không có hình tướng nên giống như hư không. Pháp không có hí luật nên tất cánh là không.
Pháp không có vật của ta, nên bìa vật của ta. Pháp không có phân biệt, nên đều khỏi các thức. Pháp không có chỗ so sánh, nên không có sự đối đãi. Pháp chẳng do nơi nhân, nên chẳng ở tại duyên. Pháp đồng tánh với nhau, nên thiệp nhập với các pháp. Pháp tùy theo lẽ như như, nên không tùy theo đâu cả. Pháp trụ ở thế thực tế, nên các bên đều chẳng khởi động. Pháp không có lay động, nên chẳng đeo theo sáu trần, hình sắc âm thanh, mùi ngửi vị nếm xúc cảm các pháp. Pháp không có đi không có lạc, nên thường chẳng trụ. Pháp thuận với hư với không, tùy theo vô tướng, ứng với vô tác. Pháp lìa khỏi tốt và xấu, pháp không có thêm và bớt, pháp không có sinh và diệt, pháp không có chỗ về, pháp vượt khỏi mắt tai mũi lưỡi thân tâm, pháp không có cao và thấp. Pháp thường trụ chẳng động, pháp lìa khỏi tất cả mọi sự quán sát và hành đạo. Thưa ngài, tướng pháp là như vậy, há thuyết diễn được sao? Này, người thuyết pháp thì không nói, không chỉ, kẻ nhận pháp thì không nghe, không đắc. Như nhà ảo thuật thuyết pháp với người ảo hóa, nên lập xong cái ý niệm ấy rồi mới thuyết pháp. Nên hiểu rõ căn tánh lanh lợi hoặc chậm lụt của chúng sinh, phải thấy biết cho rành rẽ, không trì trở ngại, đem lòng đại bi xương tán đại thừa, nhớ báo đáp ơn Phật, đừng dứt lìa tam bảo. Được như vậy rồi mới có thể thuyết pháp. Duy mà cả thuyết thời pháp ấy rồi, 800 cư sĩ phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề còn không có biện tả như thế. Vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đó đến thăm bệnh ông ấy. Phật bảo Đại Ca Diếp, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Ca Diếp bạch Phật rằng, Thế Tôn, con chẳng được đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này, con còn nhớ lúc trước khi con đi khất thực trong một xóm nhà nghèo. Bấy giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng, dạ thưa ngài Đại Ca Diếp, ngài có lòng từ bi nhưng lại chẳng rộng khắp. Ngài bỏ nhà giàu sang để đến nhà nghèo hèn mà khất thực. Thưa ngài, hãy trụ nơi pháp bình đẳng theo thứ tự nhà cửa mà đi khất thực. Vì chẳng ăn nên mới đi khất thực. Vì bỏ tướng hòa hiệp nên mới nên bốc lấy thức ăn. Vì chẳng thọ nhận mới nên thọ nhận đồ ăn ấy. Vì xem làng xóm như nơi không dân cư, nên mới đi vào xóm làng, chỗ thấy hình sắc với chỗ không nhìn thấy của kẻ mù đều như nhau, âm thanh nghe được với tiếng dội lại đều như nhau, mùi người với gió đều như nhau, những món mà mình ăn mình chẳng phân biệt mùi vị. Thọ cảm sự đụng cọ dường như trí chứng, hiểu biết các pháp như tướng ảo hóa, không có tánh của mình, không có tánh của vật khác, xưa vốn chẳng cháy, nay cũng không tắt. Thưa ngài, nếu có thể chẳng bỏ tám tà vào tám giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, đem một bữa ăn mà thí cho tất cả cúng dường chư Phật với hiền thánh tăng, làm được như vậy rồi mới nên ăn, người như vậy chẳng phải có phiền não, chẳng phải lìa phiền não, chẳng phải vào định ý, chẳng phải ra định ý, chẳng phải trụ thế gian, chẳng phải trụ niết bàn. Ai thí cho người ấy không có phước lớn, không có phước nhỏ, chẳng làm lợi ích, chẳng làm tổn hại, đó là vào Phật đạo một cách chánh trực, chẳng nương theo thanh văn. Thưa ngài, nếu mình ăn được như vậy là chẳng ăn uống của người ta thí. Thế Tôn, lúc ấy nghe thuyết như vậy, con được việc chưa từng có. Liền đó, đối với tất cả Bồ Tát, con khởi lòng kính trọng một cách sâu đậm. Còn lại nghĩ rằng, ông ấy có gia thế danh tiếng nên trí huệ biện tài mới được như vậy. Ai nghe mà chẳng phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ đó về sau, con chẳng còn khuyên người ta theo hạnh thanh văn và hạnh bích chi Phật. Vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Phật bảo Tu Bồ Đề, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này, con còn nhớ lúc trước con có vào nhà ông ấy mà khất thực. Bấy giờ Duy Ma Cật rước lấy bát cơm, đơm đầy cơm rồi nói với con rằng, dạ thưa ngài Tu Bồ Đề, nếu mình có thể coi các món ăn như nhau, thời các pháp cũng bình đẳng như nhau.
các pháp bình đẳng như nhau, thời các món ăn cũng bình đẳng như nhau. Nếu ngài khất thực được như vậy mới có thể nhận lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề chẳng cắt dứt dâm nộ si, cũng chẳng chung cùng với ba thứ ấy, chẳng bỏ cái thân, nhưng tùy theo cái tướng duy nhất, chẳng dứt si ái khởi ra giải thoát. Dùng năm tướng nghịch mà được giải thoát, cũng chẳng có cởi mở, chẳng có trói buộc, chẳng thấy bốn đế, chẳng phải chẳng thấy bốn đế, chẳng phải đắc quả, chẳng phải chẳng đắc quả, chẳng phải phàm phu, chẳng phải lìa pháp phàm phu, chẳng phải thánh nhân, chẳng phải khác thánh nhân, tùy thành tựu tất cả pháp nhưng lìa khỏi tướng các pháp. Như vậy mới có thể nhận lãnh món ăn. Nếu Tu Bồ Đề chẳng gặp Phật, thời sáu thành ngoại đạo kia, Phú La Na, Ca Diếp, Mạt Già Lê, Câu Sa Lê Tử, San Xà Giả, Tỳ La Đê Tử, A Kỳ Đa, Xí Xá Khâm Bà La, Ca La Kiêu Đà, Ca Chiên Diên, Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử sẽ là thầy của ngài. Nhân ngài xuất gia theo họ, các thầy đọa lạc, ngài cũng theo đó mà đọa lạc. Như vậy mới có thể nhận lãnh món ăn. Nếu Tu Bồ Đề và các ý kiến tà chẳng tới bờ bên kia, ở nơi tám nạn, chẳng đặng khỏi nạn, đồng với phiền não, địa pháp thanh tịnh, ngài được tam muội vô tranh. Tất cả chúng sinh cũng được phép định ấy. Những người thí cho ngài chẳng phải là phước điển, những kẻ cúng dường cho ngài đọa vào ba nẻo dữ, ngài bắt tay với chúng ma, làm bạn với ma, ngài chẳng khác chi chúng ma và các phiền não trần lao. Ngài có lòng oán hận đối với tất cả chúng sinh, ngài chê Phật, khinh pháp, chẳng gia nhập tăng già, rốt cuộc chẳng vào niết bàn. Nếu ngài được như vậy mới có thể nhận lãnh món ăn. Bạch Thế Tôn lúc ấy nghe như vậy, con lấy làm hoang mang, chẳng hiểu ông ấy nói gì, chẳng biết trả lời làm sao. Con liền đặt bát xuống, định ra khỏi nhà ông ấy. Duy Ma Cật nói, dạ Tu Bồ Đề, xin ngài hãy cầm lấy bát, đừng sợ. Ý ngài nghĩ sao? Như Đức Như Lai có tạo ra những người ảo hóa, nếu tôi đem việc ấy mà hỏi ngài, ngài có sợ chăng? Con đáp lại, không sợ. Duy Ma Cật liền nói, tất cả các pháp dường như tướng ảo hóa, này không nên sợ chi cả. Ngài không nên sợ chi cả, tại sao vậy? Tất cả lời nói cũng chẳng lìa khỏi tướng ảo hóa ấy, cho đến bậc trí giả cũng chẳng chấp trước văn tự, cho nên không có gì phải sợ. Vì lẽ gì vậy? Tánh của văn tự là lìa, không có văn tự đó là giải thoát, tướng của giải thoát đó là các pháp. Duy Ma Cật thuyết thời pháp ấy rồi, 200 vị tiên trên trời liền đắc pháp nhãn tịnh. Vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phật bảo Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Phú Lâu Na bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này, con còn nhớ lúc trước khi con ở tại một khu rừng lớn dưới một cội cây thuyết pháp với những tỷ kheo mới tu học. Bấy giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng, dạ thưa ngài Phú Lâu Na, trước hết ngài nên nhập định quán xét tâm tánh của những người này, rồi đó ông mới nên thuyết pháp. Đừng đặt món ăn dơ vào cái bát quý, nên biết chỗ niệm tưởng trong tâm của những tỳ kheo này. Đừng cho rằng ngọc lưu ly này đồng hàng với thủy tinh kia. Ông chẳng biết được căn cơ của chúng sinh không được phát khởi bằng pháp tiểu thừa. Tự người ta không có dấu vết, đừng gây thương tích cho họ. Người ta muốn đi đường lớn, đừng chỉ nẻo nhỏ cho họ. Đừng đem biển cả mà nhét vào dấu chân bò. Đừng đặt ánh sáng mặt trời ngang hàng với nháng lửa đom đóm. Thượng ngài Phú Lâu Na, những tỷ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng họ quên ý ấy, sau này ngài dẫn dắt họ bằng pháp tiểu thừa. Tôi nhìn thấy trí huệ tiểu thừa là hạn hẹp, giống như những kẻ mù chẳng phân biệt được căn lanh lợi với căn chậm lụt của tất cả chúng sinh. Lúc ấy Duy Ma Cật liền vào tam muội, khiến các tỷ kheo ấy nhớ lại đời trước của mình. Các vị đã từng trồng căn lành đối trước 500 đức Phật hồi hướng cầu thành quả Phật. Ngay khi ấy
Các vị sáng bừng lấy trở lại tấm lòng xưa của mình. Lúc ấy chư tỳ kheo đảnh lễ sát chân Duy Ma Cật. Liền đó Duy Ma Cật thuyết pháp với các vị đối với quả vị. Các vị không còn thối chuyển, từ đó còn luôn nghĩ rằng vị thành phần nào chẳng quan thấy căn tánh của người ta chẳng nên thuyết pháp. Vậy nên còn chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Phật bảo Maha Kachediên, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Kachediên bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này, con còn nhớ lúc trước Phật thuyết sơ lược những chỗ cốt yếu của pháp với chư tỳ kheo. Sau đó còn diễn rộng nghĩa của những chỗ cốt yếu ấy là nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nghĩa tịch diệt. Bấy giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng, dạ thưa ngài Ca Trên Diên, đừng đem tâm hạnh sinh diệt mà nói pháp thật tướng. Thưa ngài Ca Trên Diên, các pháp tới cánh chẳng sinh chẳng diệt, đó là nghĩa vô thường. Năm ấm mà người ta thọ lấy đều trống rỗng, không không chẳng có chỗ khởi, đó là nghĩa khổ. Các pháp rốt cuộc không có sở hữu, đó là nghĩa không ngã và vô ngã vốn chẳng hai, đó là nghĩa vô ngã. Pháp xưa chẳng cháy, nay cũng chẳng tắt, đó là nghĩa tịch diệt. Duy Ma Cật thuyết thời pháp ấy xong, tâm ý của chư tỳ kheo đều được giải thoát. Vậy nên còn chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phật bảo A Na Luật, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. A Na Luật bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này, còn còn nhớ lúc trước khi còn đang kinh hành tại một nơi kia, bấy giờ có vị Phạm Phương tên là Kim Thịnh, có một muôn vị Phạm Thiên theo hầu. Phạm Phương ấy phóng tòa hào quang trong sạch đi lại chỗ con, cúi đầu đảnh lễ hỏi con rằng, thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy được bao xa? Con liền đáp rằng, nhân giả, ta thấy rõ cõi Phật này của Đức Thích Ca Mâu Ni, trọn thế giới Tam Thiên Đại Thiên cũng như người ta nhìn trái Am Ma Lạc đẻ trong lòng bàn tay. Bấy giờ Duy Ma Cật đi đến bảo con rằng, dạ thưa ngài A Na Luật, chỗ thấy của thiên nhãn là tướng tạo tác hay tướng không tạo tác? Giả sử là tướng tạo tác thì cũng như năm phép thần thông của ngoại đạo, nếu là tướng không tạo tác tức là vô vi, như vậy chẳng nên thấy. Thế Tôn, lúc ấy con nín lặng. Những vị Phạm Thiên nghe Duy Ma Cật nói được sự chưa từng có, liền đảnh lễ ông ấy hỏi rằng, thưa ngài, vậy trong đời này ai có thiên nhãn chân Phật, thiên nhãn chân thật? Duy Ma Cật đáp, chỉ có Phật Thế Tôn được thiên nhãn chân thật mà thôi. Ngài thường trụ nơi tam muội, thấy hết các nước Phật, chẳng dùng hai tướng tạo tác và không tạo tác. Lúc ấy Phạm Vương nghiêm tịnh với quyến thuộc của mình là 500 Phạm Thiên đều phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Các vị ấy đảnh lễ dưới chân Duy Ma Cật xong bỗng nhiên biến mất. Vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phật bảo Yêu Ba Ly, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Yêu Ba Ly bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này, con còn nhớ lúc trước có hai tỳ kheo phạm luật hạnh, vì hổ thẹn hai vị ấy chẳng dám hỏi Phật, bèn đến hỏi con rằng, dạ thưa ngài Yêu Ba Ly, chúng tôi phạm luật thật lấy làm hổ thẹn nhưng chẳng dám hỏi Phật, xin ngài cởi mở lòng nghi hối cho chúng tôi để chúng tôi khỏi các tội lỗi. Con liền theo như pháp mà giải thuyết với hai vị ấy. Bấy giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng, dạ thưa ngài Yêu Ba Ly, xin đừng kết thêm tội cho hai tỳ kheo ấy, nên trừ dứt ngay đi, đừng làm rối lòng họ. Tại sao vậy? Tội tánh kia chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa. Như Phật có dạy, tâm chẳng tịnh cho nên chúng sinh chẳng tịnh, tâm thanh tịnh cho nên chúng sinh thanh tịnh, tâm cũng chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa. Như tâm mình cháy bừng, tội giờ cũng cháy bừng, các pháp cũng cháy bừng, chẳng ra khỏi cảnh như như. Thưa ngài Yêu Ba Ly, như khi ngài dùng tâm tướng mà được giải thoát, há còn có sự dơ nhớp nữa chăng?
Con đáp: không. Duy-ma-cật nói: tâm tướng không dơ nhiếp của tất cả chúng sinh lại cũng như vậy. Dạ thưa ngài Yêu Ba Ly, vọng tưởng là dơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là dơ, không điên đảo là sạch. Giữ lấy cái ta là dơ, chẳng giữ lấy cái ta là sạch. Tất cả các pháp sinh diệt chẳng ngừng, chúng như ảo hóa, như lằn chớp. Các pháp chẳng chờ nhau cho đến trong một tư tưởng cũng chẳng hề ngừng lại. Các pháp đều là vọng kiến, như chiêm bao, như nhám lửa, như mặt trăng dưới nước, như hình trong gương. Chúng nó đều do vọng tưởng mà sinh ra. Ai biết như vậy gọi là người phụng trì giới luật, ai biết như vậy gọi là người thông hiểu. Lúc ấy hai vị tỳ kheo nói rằng: trí cao thượng thay, ngài Yêu Ba Ly đây chẳng bị kịp, người giữ luật bậc nhất mà chẳng thuyết diễn được. Con liền đáp rằng: trừ ra Đức Như Lai, chưa có vị thanh văn Bồ Tát nào chế phục được trang biện tài là thuyết ấy. Trí huệ của ông sáng suốt như vậy đó. Lúc ấy hai vị tỳ kheo liền dứt được nghi hối, phát tâm A Nậu Đa La, Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Hai vị ấy phát nguyện rằng: cầu cho tất cả chúng sinh đều được biện tài trong, đều được biện tài như thế. Vậy nên còn chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phật bảo La Hầu La: ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. La Hầu La bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này: con còn nhớ lúc trước một số chàng con nhà trưởng già ở Tỳ Gia Ly có đi lại chỗ con ngụ, đảnh lễ con và hỏi rằng: dạ thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, đã bỏ ngôi chuyển đơn vương xuất gia học đạo, việc xuất gia của ngài có những lợi ích gì? Con liền y theo pháp nói với những người ấy về lợi ích công đức của việc xuất gia. Bấy giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng: dạ thưa ngài La Hầu La, ngài chẳng nên nói những lợi ích công đức của việc xuất gia. Chúng ta có thể nói những pháp hữu vi có lợi ích, có công đức, nhưng xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi không có lợi ích, không có công đức. Thưa ngài La Hầu La, nếu xuất gia thì không có bên này, không có bên kia, cũng không có khoảng giữa. Lìa 62 kiến giải trụ nơi niết bàn, kẻ trí giả thọ pháp ấy.